bấm riêng câu 17 ra. Rồi, 31, 32. Nào các bạn thử ở cả xoay cái này bằng cách nào? Bấm máy khỏi bàn nữa ha. Cứ việc cho nó chạy, đề này nó chỉ rất rõ. Là nó yêu cầu các bạn chạy từ đâu đến đâu. Bấm nhầm chỗ đó xử lý thôi. Còn giờ ta bàn về cách giải bằng từ luận để giải quyết cái con sin cos 2x vô. Coi máy đây nó có máy tính không ta? Máy đây nó không có gì hết. À. Bao nhiêu bạn tự tin rằng câu này bạn giải tự luận được? Đưa tay lên cho thầy coi. Tự tin giải được nha. Chủ yếu là các bạn tìm cách biến đổi ngay chỗ cái con cos 2x. Xử lý cái cos 2x là xong. Hết chuyện. Rồi, đâu, vô coi coi. À, vẫn còn hai bạn 38, 39 chưa xử lý được. Đâu, thầy muốn nghe lại coi coi. 38 ơi. 38. Alo. Rồi, thầy nghe. Không có ý tưởng hay sao? Dạ tôi cũng quên có thể là gì mà bây giờ cũng nhớ này. Rồi, đâu. Có thể ít bằng gì? Dạ một từ xin bình lý. Ừ, vậy là chế phạt là đúng rồi đó. Chế phạt hai lần vô đi thì nhớ. Rồi còn tên nữa, hồi nãy là như 39 hả? 39 Dạ đúng thầy. à, quên luôn hả? Quên công thức. Dạ không có bảy. Con giải được cái tới cái t bằng 1/4 rồi, con không biết giải sao tiếp. À vậy hả? Nhưng mà giờ đầu tiên là sin x cộng cos 2x bằng gì? Dạ, có thể bằng 1/2 xin bình x. Rồi chấp nhận. Vậy cái hàm f đó của các bạn, f(x) là nó đang biến đổi về thành sin nè cộng cho 1 trừ đi cho 2 sin bình. Nhưng lưu ý đề yêu cầu số 39 luôn. Nó yêu cầu sin là này, cái x nè mình chạy từ đâu đến đâu bạn? Không đến bi. Không đến bi. Vậy thì khi đó t nó chạy từ đâu đến đâu? Dạ, đây là từ từ không đến bi. Vậy à, x mới chạy từ 0 đến bi, còn AT bằng t 1 đến 1. bằng tự nhiên đến đi chứ. Trừ 1 tới 1 rồi. Sai đây, lý do tại sao sai rồi. Ở đây máy này thì không có máy tính, các bạn tự mở máy tính lên bấm vậy cho nó chạy từ 0 đến bi thì khi đó cái con t của các bạn á là nó chỉ chạy được có cái đoạn đi từ 0 cho đến 1 thôi chứ không phải từ trừ 1 đến 1. À, xin lỗi, cái này là đoạn. Sao bấm máy là thấy chưa? Hoặc vẽ cái vòng tròn lượng giác ra. Chạy từ 0 cho đến bi này. 0 ở chỗ này đánh cái vòng tới đây. Thì sin nó chỉ chạy được trong phút từ 0 đến 1 thôi, không chạy xuống được từ 1. Kẹp chứ. Dạ. Vậy khi đó các bạn cũng khảo sát hai hàm này, hàm FT nha. Cũng khảo sát cái hàm FT nhưng chỉ lấy trong phút đi từ 0 đến 1 chứ không phải từ trừ 1 đến 1. Rồi, sửa lại cái nữa nào. Câu 32 cách giải cũng y hệt như vậy, mà nếu không muốn nói là nó dễ hơn nữa là tại vì nó cho sẵn rồi. Cos x cos mũ 3 vậy đặt t bằng cos. Chạy từ 0 đến bi thì 39 luôn đi. Coi coi t nó chạy từ đâu. Dạ. 0 đến bi, 0 đến bi. Không Nếu đến đặt bi. t bằng cos vậy từ 0 đến bi. Dạ, trừ 1 đến 1. Cos thì nó chạy Dạ từ trừ trừ 1. 1.
Rồi. một cái trường. Một cái trường một, nhưng mà khi ta đưa vô ta khảo sát thì ta cho nó chạy đi từ trường một, từ nhỏ đến lớn. Rồi, chấp nhận.